từ sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và khách cần mua hàng ở đây thì sẽ không nhận hàng trực tiếp mà sẽ nhận hàng tại pick up counter của bên bọn em ở bên sân bay quốc tế Đà Nẵng. Pick up counter của bên bọn em thì sẽ nằm ở trong khu vực hạn chế. Khu vực hạn chế nếu mà đi qua cổng hải quan rồi thì sẽ rẽ phải cỡ tầm 20m thì sẽ thấy pick up counter của bên bọn em để nằm bên cạnh Burger King, và nằm đối diện sẽ là cái bảng hiệu Z890. Bên này sẽ là quầy trang sức và đồng hồ. Trang sức thì có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, nên là có Swarovski, bên kia là sẽ có Pandora và Long Big Ben, và có cả B&G nữa. Mời mấy anh chị sang bên này tham quan nha. Đây là khu vực mắt kính của Rosa. Dạ đúng rồi. Dạ. Từ sân bay quốc tế Đà Nẵng anh. Mà đi chỗ khác cứ được. Sân bay quốc tế Đà Nẵng anh có thể xuất gọi bất kỳ quốc gia nào. Đúng rồi. Không. Sân bay Đà Nẵng sẽ có hai sân bay quốc tế. Mục tiêu duty free là dành cho khách quốc tế đến Việt Nam. Cùng cầm. Nhưng mà khách ví dụ như khách nó đến sân bay Hồ Chí Minh xong đến Đà Nẵng miễn đi là được, tính chiều đi thôi. Tính chiều đi rời khỏi Việt Nam. Đúng rồi anh, tụi em chỉ tính từ vé về, tại vì nhận hàng xong sẽ xuất ngoại sang đi quốc tế luôn, dạ, đi luôn sẽ sử dụng sản phẩm miễn thuế ở ngoài nước ngoài. Quốc hàng chạy luôn đó. Ok. Dạ đúng rồi. Ví dụ như khách đoàn thì ví dụ ngày mai khách đoàn thì phải có thông tin trước đúng không? Dạ đúng rồi, thông tin đặt trước. Đấy thì đâu có quan trọng, quan trọng. Mời quý anh chị tham tham quan quầy đường nha, quầy đường hút của bên em. Thì ví dụ như đó. Tiền mặt thì tụi em sẽ nhận 4 loại tiền đô, tiền euro, tiền hàng quốc, tiền won và tiền Việt. Tiền hàng, tiền đô, tiền Việt, tiền euro và ngoài ra thì có thể quẹt thẻ thêm nữa. Tiền nhân dân tệ thì trước đây tụi em có nhận nhưng mà hiện tại khách chung quá ít cho nên là đang bị cắt nhân dân tệ, sau này thì sẽ có thì sẽ báo lại anh chị nhé. Nếu mà quẹt thì quẹt tiền Việt Nam. Quẹt thì tụi em sẽ có quẹt thẻ mỗi tiền đô thôi. Dạ đúng rồi. Quẹt tiền đô xong rồi ngân hàng của khách, ví dụ như ngân hàng quốc tế thì ngân hàng sẽ tự động chuyển đổi thành tiền của nước họ. Thì bên đây là phí quẹt là bên em chị, khách không chị. Dạ. Bên đây là hàng local thì có rất là nhiều sản phẩm cà phê Việt Nam và trái cây sấy, Ý, rượu, sô-cô-la và những sản phẩm hàng lưu niệm.